xin kính chào bà con anh chị em thân mến. Thì ngày hôm nay là dẹp của anh có mặt đang có mặt tại là Gia Lan, tổ dân phố 1, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, để làm cho nhà ma huyện, làm cho nhà ma huyện bộ dẹp bà chủ đây. Vì huyện này vừa đi đám cưới về bên làng ngò xe về nhà hai tầng khang trang. Anh là chủ thầu, đây là ngôi nhà anh tự thiết kế và xây dựng. Sau đây xin mời bà con anh chị em vào thăm quan ngôi nhà của anh chị. Đây là bộ rèm gấm phong thủy một màu do rèm tường máy mục may và lắp đặt cho gia đình anh chị. Bây giờ là lắp cho con trai đấy, xanh lại hứng ý chưa chị, thấy được không? Bà chủ cười tươi lắm rồi, nhà mới mọi thứ đều mới. Em thì năm nay năm thứ hai mới được gặp bạn đây đúng không? Lâu lắm rồi. Đấy, tiếp theo là lên tầng hai. Trên tầng 2 chỉ là 2 tầng 2 tầng 3